Thưa quý vị, từ hôm qua cho đến nay, dư luận xôn xao trước thông tin 200 cán bộ y tế bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội xin nghỉ việc. Và chưa dừng lại ở đó, cho đến tối ngày hôm qua lại xuất hiện thêm thông tin trên mạng rằng giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đang phải tiếp nhận điều tra và thậm chí là bị bắt. Ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi VTC14 đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thực hư về thông tin này. Thưa các bạn, liên quan đến thông tin là giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt để điều tra, cũng như là hàng loạt cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện này thì đã xin thôi việc trong khoảng một năm trở lại đây. Ngày hôm nay thì trao đổi với VTC14, lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai khẳng định là đây là những thông tin hoàn toàn không đúng sự thật. Trước hết thì giáo sư Nguyễn Quang Tuấn thì vẫn hàng ngày làm việc trực tiếp với các cán bộ nhân viên của bệnh viện, cũng như là đưa ra các chỉ đạo thường xuyên. Ngoài ra thì giáo sư cũng vẫn có những tham gia các đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế và không có bất cứ cái gián đoạn nào trong công việc. Trong khi đó thì liên quan đến thông tin là hàng loạt nhân viên y tế của bệnh viện nghỉ, thì bên phía bệnh viện xác nhận là từ đầu năm 2020 đến nay thì đã có 221 nhân viên xin nghỉ việc. Trong số này thì có những người là bác sĩ điều dưỡng và có hơn 100 người là làm việc tại các cái đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống nhà thuốc. Tuy nhiên là từ tháng 1 năm 2020 đến nay thì bệnh viện cũng đã tuyển mới và ký hợp đồng mới với 506 người. Trao đổi phóng viên VTC14 thì một số cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết là họ cũng có nghe được những cái thông tin trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, và họ thấy là những cái thông tin này cũng không chính xác và tâm lý của họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin này, và họ sẽ quyết định gắn bó với bệnh viện trong thời gian sắp tới, bởi vì đã có những người mà đã công tác tại bệnh viện hàng chục năm rồi, họ đã trải qua cùng bệnh viện rất nhiều những cái giai đoạn trước đó. Một thông tin y tế mà nhiều người đang quan tâm đó chính là hàng trăm, và cụ thể ở đây là hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc chỉ trong hơn một năm qua. Vâng, học ngành y ra trường được làm việc ở bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước, hạng đặc biệt như Bệnh viện Bạch Mai là ước ao của nhiều người. Tuy nhiên, do đâu mà hàng trăm người đã từ bỏ một công việc tốt đến như vậy? Theo thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa cung cấp cho Chào Buổi Tối, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến nay, toàn bệnh viện có 221 cán bộ thôi việc và chuyển công tác đến cơ quan khác. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã tuyển dụng ký hợp đồng mới với 506 người. Những người được tuyển dụng mới hầu hết có trình độ chuyên môn cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Bệnh viện cũng cho biết, các bác sĩ cán bộ thôi việc có nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là bệnh viện đang trong giai đoạn bắt đầu tự chủ, gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động. Gặp phải đại dịch Covid-19, bệnh viện đặc biệt khó khăn về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu của bệnh viện năm 2020 giảm gần 2.000 tỷ đồng so với 2019, tương đương giảm 26%. Điều này khiến thu nhập của cán bộ viên chức của bệnh viện giảm sút rất nhiều so với năm 2019. Thưa quý vị, hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật giúp kiểm soát thân nhiệt người bệnh ở mức 32 đến 36 độ C trong vòng 24 đến 72 giờ sau cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, mục đích bảo vệ tế bào não tránh tổn thương. Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện E đã tiến hành kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não một bệnh nhân 26 tuổi bên cạnh các biện pháp hồi sức tích cực. Theo đó, bệnh nhân 26 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, tím tái toàn thân, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ nhanh chóng lập báo động đỏ, tập trung cấp cứu bệnh nhân. Sau khi được cấp cứu ngừng tuần hoàn, khôi phục nhịp tim, người bệnh vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, phải duy trì phối hợp thuốc vận mạch liều cao để duy trì nhịp tim, huyết áp. Kỹ thuật hạ thân nhiệt được triển khai giúp giảm thiểu di chứng thần kinh cho bệnh nhân, bên cạnh các biện pháp hồi sức như thở máy, lọc máu liên tục. Sau khi tiến hành hồi sức tích cực và quy trình 24 giờ hạ thân nhiệt chỉ huy, bệnh nhân đã ổn định hơn, có nhịp tự thở, đồng tử co nhỏ, có phản xạ rõ. Ngày thứ 5 sau điều trị, bệnh nhân có các phản xạ cựa chân tay khi kích thích đau, huyết áp gần như ổn định trở lại. Thưa quý vị và các bạn, và các bác sĩ thì cũng cho biết rằng ngừng tim, ngừng tuần hoàn là nguyên nhân của nhiều bệnh lý khác nhau. Và dù cấp cứu ngừng tim thành công, tim đập trở lại, nhưng với những bệnh nhân đã bị ngừng tim ngoại viện thì có thể nói rằng tỷ lệ sống sót sẽ dưới 10%. Vâng, nhiều bệnh nhân có di chứng thần kinh nặng nề sau ngừng tuần hoàn, tổn thương não, tổn thương tim và các phản ứng viêm có hại khác. Vì vậy, các bác sĩ lựa chọn áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu sống bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14% và giảm độ di chứng tàn phế xuống 11%. Một thông tin y tế mà nhiều người đang quan tâm đó chính là hàng trăm, và cụ thể ở đây là hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc chỉ trong hơn một năm qua. Vâng.
học ngành y ra trường được làm việc ở bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước, hạng đặc biệt như bệnh viện Bạch Mai là ước ao của nhiều người. Tuy nhiên, do đâu mà hàng trăm người đã từ bỏ một công việc tốt đến như vậy? Theo thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa cung cấp cho Chào Buổi Tối, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến nay, toàn bệnh viện có 221 cán bộ thôi việc và chuyển công tác đến cơ quan khác. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã tuyển dụng ký hợp đồng mới với 506 người. Những người được tuyển dụng mới hầu hết có trình độ chuyên môn cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Bệnh viện cũng cho biết, các bác sĩ cán bộ thôi việc có nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là bệnh viện đang trong giai đoạn bắt đầu tự chủ, gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động. Gặp phải đại dịch Covid-19, bệnh viện đặc biệt khó khăn về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu của bệnh viện năm 2020 giảm gần 2.000 tỷ đồng so với 2019, tương đương giảm 26%. Điều này khiến thu nhập của cán bộ viên chức của bệnh viện giảm sút rất nhiều so với năm 2019. Và một nguyên nhân nữa được bệnh viện đưa ra, đó là trong hơn một năm qua, bệnh viện sắp xếp tổ chức lại bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Những lao động dôi dư không cần thiết thì sẽ chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, một số người cho rằng những nguyên nhân này có vẻ chưa đủ. Việc nhiều nhân viên bác sĩ phải nghỉ việc như vậy có thể còn do cách điều hành của lãnh đạo bệnh viện. Vâng, và cũng theo thông tin chưa chính thức mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được, thì con số 200 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã nghỉ việc và những hồ sơ xin nghỉ việc đang chờ có quyết định thì còn nhiều hơn như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này trong các bản tin tiếp theo trên VTC. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin mới đây, một cặp vợ chồng là chủ thẩm mỹ viện ở Thanh Hóa đã livestream cảnh xăm môi cho con gái 5 tuổi của mình. Sau đó, video này đã nhanh chóng chia sẻ trên các hội nhóm làm đẹp. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình, cho rằng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé. Vâng, có thể nói rằng nếu mà như trước đây việc trang điểm chỉ dành cho những chị em ở độ tuổi trưởng thành, thì nay lại có nhiều ông bố, bà mẹ làm đẹp, làm điệu cho con em vẫn vô tư tô son, điểm phấn, sơn móng tay, móng chân. Điều này thì tưởng chừng như là chỉ là một cái chuyện làm đẹp bình thường, nhưng mà đối với trẻ nhỏ thì có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, son vấn, sơn móng tay, đồ trang điểm nói chung là nguyên nhân khiến cho trẻ dậy thì sớm. Nhiều người ít biết đến điều này, nhưng thực tế rất nhiều bé vì tò mò, nghịch ngợm đồ trang điểm của mẹ. Trong khi đó, mỹ phẩm của mẹ sẽ là yếu tố kích thích chúng lớn khiến tâm lý bé dậy thì sớm. Ngoài ra, tùy tiện cho con xem những video làm đẹp ở trên mạng cũng tiếp tay cho việc trẻ trưởng thành trước tuổi. Và sau một thời gian đủ dài, sự tác động ảnh hưởng như vậy thì não sẽ sản sinh ra các hormone kích thích sự phát triển của các cơ quan cơ thể lúc trẻ dậy thì. Và bên cạnh hệ lụy dậy thì sớm thì cũng theo bác sĩ Dũng, khi phụ huynh cho trẻ đánh son phấn, sơn móng tay từ khi còn quá nhỏ sẽ dẫn đến hình thành những thói quen làm đẹp sớm và còn có nguy cơ như là viêm da hay là dị ứng da, nặng hơn nữa đó là rối loạn nội tiết, thậm chí là ung thư. Lo ngại hơn là mỹ phẩm như đồ trang điểm, son phấn nói chung thường có chứa methylparaben là chất bảo quản, có thể gây ung thư và phá vỡ hệ thống nội tiết. Propylparaben gây kích ứng mắt và da, rối loạn nội tiết và thậm chí là ung thư.